Mình đang mở kênh HTV7 của Đài Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mình vô list. List name menu. LC vô list. Rồi, đang ở kênh 7 số 1 mình bấm xuống mình vô đài. Mình bấm nút xuống mình vô đài. Này mình bấm xuống mình vô bài. Nó nhảy tự nhảy lại số 1, kênh số 7 lại. Đó, nó nhảy xuống mà bấm nút xuống không à, mà nó nhảy lại. Đó, nhảy lên số 1 rồi mình buông ra. Nó cũng nhảy tự nhảy lên là mình dò đài cũng không được, chưa kịp bấm ok. Đang bấm xuống nè, tìm đài nè. Đó, đang bấm xuống tìm đài. Nó nhảy là kênh số 1 HTV7 hoài luôn. Đó, nhảy là HTV7. Giờ giả sử mình quay ra đi. Giả sử mình quay ra nè. Mình mở qua tới đài khoảng số 20 đi. 20. Giả sử mình đang ở kênh này đi. Giờ mình bấm clip. Giờ mình bấm lên xuống mình chọn đài. Mình thì đó là bình thường. Đây. Mình chọn vẫn bình thường. Mình chuyển nút bay nè, chuyển qua đây cũng bình thường, HV1 HD nè, ok. Đó, nó cho mình tìm bình thường. Những câu thơ trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, Đây và thực tế chỉ trong vài năm mình trước, bấm lên nhắc xuống vẫn đến bình nước Bạn, thường. người ta nghĩ ngay đến Đó, sự xa nó xôi, vẫn cho hiểm mình tìm trở, gian nan, bình khó thường. khăn vô cùng, đặc biệt là giao thông. Sẽ mình có bật leo, bật đại bật leo bấm vô Thế ok. nhưng Đó, bình thường. Nhưng có cái là ở kênh 7 thì nó không cho mình làm như vậy. Đang mở kênh 7. Đây kênh 7, mình bấm list. Bấm nút xuống để tìm đài. Đang bấm xuống các bạn tự nhảy lên. À, bấm xuống, đang bấm xuống tìm đài, bấm ok mà chưa kịp bấm ok gì hết, nó nhảy lên lại. Không. Chưa kịp bấm ok là buông ra nè. Nó nhảy lên. Đang thắc mắc không biết là lỗi gì.